cơm ba lẹ xong, bây giờ mình đi qua chùa, qua chùa Nhật Bản nha các bạn. Đỡ qua chùa mọi người tham quan nha, cái chùa tham quan chùa Nhật Bản xong rồi bắt đầu mà mình đi tắm. Mình lắm rồi, rồi chắc này nắng gắt quá, đi xuống tắm biển nóng lắm không tốt. Bây giờ mình đi chùa mình lại Phật đi. Đây qua chùa mấy phút nữa ba? Dạ 24 phút. 24 phút nữa là tới chùa các bạn. Mình đang chạy để quay. Bạn thấy cái quy định đỉnh không? Quá cao luôn. Đẹp quá. Wow. Giống như Bình Ba quá. Bên đây đồi núi. Giống y như Bình Ba vậy. Ở ngoài Bình Hưng á. Bên đây đẹp lắm nè. À, giống Bình Hưng. Cái núi bên đây đẹp lắm nè. Đây là cái đẹp. Wow. Y hệt như Bình Ba luôn thôi. Bình Hưng á. Bình Hưng á. Không nên chữ mà Bình Ba mình đi. Y hệt Bình Hưng luôn á. Tại vì nó cũng na ná. Bình Hưng biển cũng xanh vậy đó. Có hỏi ông dâu với mấy đứa con á, cháu nội với đi Bình Ba rồi. Tên chùa hả? Anh chiều dọc cậu ấy trái anh chiều. Anh thấy không? À. Giống giống đổ gì
230 mình nhìn chống ịt cho mình lên thiên đàng nha. Tối đèn rực hết trơn luôn. 230 người. Like đâu có chịu dễ làm đâu. Chuyện nói Việt Nam ghê lắm. Chịu sợ. Hả? Về là đi chung cho vui vậy nè. Không có chú nào mà không mê Việt Nam hết á. Hỏi thử coi chú nào mà không mê Việt Nam đâu. Đây là phía nam của đảo đó các bạn. Ở phía bắc chứ. Phải không? Đây là phía tây. Ở phía tây. Đây là phía tây của đảo các bạn. Ừ. Nghe không? Nghe gì anh đó nói không? Cái gì? Chú Chuyện về Việt Nam kiếm phở ăn mà kiếm được tô phở ngon quá không về nữa. À. Em về làm thằng cơm rồi. Còn đi kiếm phở nào nữa trên phở này phở đặc biệt rồi. Phở đi bò. Phở đi bò. Đầu gân nặng các con chiên gì vô hết phở này. Phở đặc biệt. Tôi bỏ 300 ngàn giống như Việt Nam vậy. Tôi bánh canh 300 ngàn. Bán những phở luôn phải không? Phở gì chồng. Bỏ tinh đồ. Ok anh ơi. Nhiều khi chú Chuyện ơi, ăn phở hoài ngán về đi kiếm cơm nguội. Cơm nhà không có ngon bằng con của hàng xóm. Người ta nói cơm ở nhà ngon hơn bằng cơm hàng xóm. Lâu lâu hàng xóm mời lại ăn bữa ngon lắm. Tôi ở Việt Nam tôi ăn hoài. Chạy ăn hoài rồi kìa. Ăn chạy ảnh á, thích cứ ăn. Không, ăn chán xong anh kiếm cơm nhà anh ăn à, lục cơm nhà ăn à. Ăn hoài mà hàng xóm không đuổi. Nhưng mà đi ăn như vậy mới biết là cơm nhà quý. Đậm cơm nhà chừng nào ăn không được. Cơm, ôi, cơm, đừng nói kiểu đó. Cơm sớm lâu lâu ta mới cho ăn lần. Đừng nói kiểu đó. Thua rồi biết chưa? Mới đứng trước cửa nhà tao đuổi tôi đuổi về rồi. Nãy ba có 500 đồng trong túi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, vỗ tay đi. Nó hạ nhục qua ba nó quá trời. Đâu có, tự ba nó khai, ba nó có 500 đồng. 500 đồng Việt Nam nó mua hành nó còn không bán nữa. Không mua cơm được ăn. Mà sống được cũng hay. Chắc ảnh mua thiếu quá chị ơi. Đoạn phim này về chắc cắt bỏ quá. Tắt tiếng hả? À. Thấy cười thôi mà. Cho nói gì nói đi. Cho nói gì nói đi. Cắt hết rồi. Bà đừng quay nữa. Trời ơi, người ta cắt cỏ kìa. Mấy cái máy cắt cỏ. Mấy cái mà mình thấy không có cỏ là cái đó là cái tấm mộ bia đó. Đó, ta cắm bông đó. Ta cắm bông nè. Không nồng sát mà không. Đâu có cắm bông này nè. Là ngay cái đó là ngay cái trang cái mộ bia của ta đó. Cũng vậy nữa là đúng như người đó đi cúng mình. Sát cũng như bê tông đó. Bữa nay dẫn đi đó. Ồ, ở đây là mấy người là người Hoa nè, người Nhật hay người Hoa, người Nhật á. Wow.
Rồi mời các bạn xuống xe vô tòa. Rồi đi đi. Rồi. Mấy người để hơn coi lại cái. Đó, hai cái đó đi tự nhiên vậy đó. Đó, vì cô nào đẹp lấy gì đi tự nhiên vậy. Nào đẹp nhiên. Không ra chỗ cái bộ bọc này cũng đẹp nha. Ừ, đi ra ngoài chụp luôn. Đẹp hơn rồi hả anh chị? Ừ. Ha, lấy cái cảnh bên đây nè. Anh chụp đây trước một cái đi ha. Ok. Em lấy cái tay em chỉ cái vòng ngọc như chị Phúc vậy đó. Ủa tay kia cầm điện thoại rồi sao chỉ? Rồi thôi nhìn đi chụp nè. Ok chụp nha. Môi nữa nha. Ok rồi. Rồi. Ừ. Ướt không? Ướt nhưng ngồi đây nè, ngồi gạch nè. Ừ. Người đó nó ngồi, người ngồi miếng này, người ngồi miếng kia. Rồi chưa, chụp nha. 2, 3, chụp nè. Ok. Bôi nữa nha. Bôi nữa nha. Bôi nữa nha. Sửa kiểu là hai người chỗ tay đằng trước hết á. À, chỗ nha. À, đó vậy đó. Rồi, ok. Rồi. Ngồi yên nổi không? Không nổi lại tôi kéo. Hết chưa? Dơ luôn đó, dơ lắm. Muốn chụp cảnh thì đứng ở đâu đó, đứng ở chỗ cái cây đó đó. Ừ.
Rồi đứng đó đi, đứng đó đi. Xích qua đây chút. Xích qua đây nè. Rồi, ok, chụp nha. Bô đi nha. Vô đây yên tĩnh ha. Vô chưa, vô lại chưa? Vô lại chưa? Nó vô chưa? Gì vậy?
xong rồi. Chút chuyện kia nó cầu nguyện sao đó. Kêu cầu nguyện thì hai đứa sớm thôi sao. Dạ. Chẳng này cũng đẹp quá. Em với Phúc đi bồi lấy cái con chùa đi. Anh đi lấy nguyên chùa nè. Đẹp nãy đẹp lắm lại tại nãy. Đi ra đứng ngoài đó. Đó. Đứng mấy ngoài. Nãy Phúc đi cái mà rồi đó. Móc đi lại rồi mình không á. Thở gì? Trời mới dép vô mình không thấy không? Hai đứa vô bay hai chụp cho. Chụp nha, 2, 3 chụp nè, ok. Một bôi nữa nha. Rồi. Muốn chụp chỗ cái chuông hả? Chuông vô đứng như ngay chuông kìa. Ừ. Quay ra. Nhớ lấy không hết. Lấy không? Ok. Bôi đi nha. Rồi, đẹp rồi. Đưa một cái. Kéo ra. Nhẹ quá. Kéo ra từ xa. Rồi như đứng chỗ cái cây nãy. Rồi đứng ra đi. Ok, chụp nha. Bôi nữa nha. Bôi thiệt gần nha. Ok. Rồi, đẹp quá. Rồi. Lấy hết ảnh mà không lấy lên tới núi. Tại vì trên núi nó cao. Chụp hết đi. Vậy vô chụp hết đi. Ừ, được. Chị nghĩ đây nè, chị nghĩ đây.
Rồi. Tôi đứng chỗ nào? Đứng bìa ha. Rồi ok, khoan để cho nó lớn lớn hình lên chút nghe. Đi không không có dám đè mấy chừng máy thiệt. Dở hết sức dở. Quý vị thông. Rồi bây giờ đại gia đình của mình tiến xuống bãi biển. Biển này hồi nãy mình đi vô chùa mình chạy ngang nhìn dưới biển rất là đẹp các bạn. Giờ mình xuống biển tắm biển nha.